Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, trước hết là một bản tin từ Florida. Cảnh sát quận Leon ở Florida đã bắt một người đàn ông họ nói là gây thiệt hại lớn cho một tu viện Phật giáo ở địa phương. Hamad Hinson, 28 tuổi, bị truy tố về tội trộm, vi phạm hình sự đối với một ngôi chùa gây thiệt hại trên 10.000 đô la và trộm một xe gắn máy. Tu viện Viên Giác có tên là Viên Giác Buddhist Monastery ở địa chỉ 3909 Monroe Street đã báo tin cho cảnh sát khoảng 6 giờ 30 sáng ngày thứ Hai vừa qua về tình hình đang có một vụ trộm. Nhà sư có tên là Thao Nguyên, trụ trì chùa Viên Giác nói rằng em của thầy nghe tiếng động lớn và đánh thức thầy dậy. Nhà sư khám phá thấy xe hơi của thầy đã bị đưa ra giữa sân, trong khi nhiều tượng bị đập vỡ với mảnh bể văng tung tóe. Cảnh sát đã nhìn thấy Hinson đứng bên chiếc xe van lùi phía sau vào vườn nhà chùa. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt được Hinson. Cảnh sát nói khoảng 25 pho tượng trong chùa bị thiệt hại. Chùa Viên Giác nói thiệt hại khoảng 48.000 đô la. Hinson sẽ phải ra tòa đầu tiên vào thứ Ba. Tin từ New Hampshire, người phụ nữ bí ẩn thắng độc đắc Powerball 559.7 triệu hồi tháng Giêng lại thắng thêm một lần nữa, lần này là quyền được ẩn danh sau khi cơ quan xổ số New Hampshire quyết định không kháng án phán quyết của một chánh án cấm công khai tên của bà. Luật tiểu bang bắt buộc người thắng xổ số phải công khai danh tính. Chính điều này đã làm cho luật sư của phụ nữ thắng độc đắc ngày 6 tháng Giêng nộp đơn kiện cho rằng vì bà sống trong một cộng đồng nhỏ và có thể bị nguy hiểm đến tính mạng sau này. Tiểu bang cho rằng công khai danh tánh người trúng số để bảo đảm sự minh bạch. Trong lúc chờ chánh án xử, các giới chức xổ số đồng ý để luật sư của bà nhận số tiền là 352 triệu vào ngày 7 tháng 3. Ngay lập tức, bà đã tặng các tổ chức thiện nguyện ở tiểu bang 249.000 và hứa sẽ tặng thêm sau này. Tin từ San Francisco, một phụ nữ ở thành phố Tampa của tiểu bang Arizona vừa thiệt mạng sau khi một chiếc xe không người lái của công ty Uber cán phải. Theo bản tin của tờ New York Times, đây được coi là lần đầu tiên có khách bộ hành thiệt mạng do bị một xe không người lái đụng phải lúc đang chạy trên con đường ở nơi công cộng. Chiếc xe của Uber đang trong tình trạng tự điều khiển, dù rằng có một người ngồi trong xe trước tay lái để đề phòng trường hợp có trục trặc kỹ thuật, thì đụng phải một phụ nữ đang băng qua đường bên ngoài lằn ranh dành cho khách bộ hành, theo báo cáo của Sở Cảnh sát. Vụ này xảy ra trong đêm Chủ nhật vừa qua, dù rằng giới hữu trách chưa cho biết rõ ràng thời điểm, danh tánh của nạn nhân hiện vẫn chưa được tiết lộ. Bản tin New York Times cho hay, một phát ngôn viên của công ty Uber cho hay họ đang hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra của cơ quan cảnh sát địa phương. Công ty Uber cũng cho biết đang tạm thời đình chỉ mọi cuộc thử nghiệm ngoài đường của xe không người lái tại San Francisco và Toronto. Tin từ Maryland, nổ súng tại trường học Maryland sáng nay. Sáng nay tại trường trung học Great Mills tại tiểu bang Maryland đã xảy ra một vụ xả súng. Sự việc xảy ra khi nhiều phát súng vang lên làm 3 người gục xuống, trong đó có hung thủ. Cả 3 đều đã được đưa tới bệnh viện. Trường trung học Great Mills đã bị phong tỏa sau khi một vụ nổ súng xảy ra. Ban giám hiệu nhà trường cho biết họ đã liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương và khuyến cáo các bậc phụ huynh không cho con cái tới gần ngôi trường để bảo đảm an toàn. Tin từ CNN cho biết nhân viên cảnh vệ trường học đã nổ súng để chặn hung thủ. Tên xả súng đã qua đời tại bệnh viện. 2 nạn nhân, một là 14 tuổi và một là 16 tuổi, vẫn còn đang nằm điều trị. Vụ tấn công này xảy ra chỉ một tháng sau khi vụ một tay súng tại trường trung học giết chết 17 người tại thành phố Parkland, Florida. Tin từ Texas, sáng nay tin tức từ CNN cho biết lại thêm một vụ nổ súng xảy ra tại thành phố San Antonio. Quả bom phát nổ tại cửa hàng của FedEx tại thị trấn Zach khiến cho một người bị thương nhẹ. Trước đó, các vụ nổ ở Austin cũng đã làm 2 người chết và 6 người khác bị thương. 3 vụ nổ bom đầu tại Austin ở phía trước nhà người dân. Quả bom nổ khi có 2 người mở ra, làm 2 người chết và 7 người khác bị thương. Quả bom tại FedEx được thiết lập với hệ thống dây điện như một kiếp nổ khi có va chạm mạnh. Được biết, gói hàng phát nổ chứa đầy đinh và mảnh kim loại nhọn, nhưng không cho biết ai nhận và địa chỉ của người nhận.
Tin mới nhất cho thấy cảnh sát phát hiện thêm một gói hàng khả nghi tương tự. Cảnh sát thành phố phối hợp cùng FBI chưa cho biết những vụ nổ bom liên tiếp có liên quan gì với nhau và hiện đang ráo riết truy tìm bằng chứng. Hiện giới chức địa phương tiếp tục việc lục soát khu vực nổ bom để tìm kiếm những gì bị coi là khả nghi. Cư dân nơi đây được yêu cầu ở yên trong nhà và phải gọi cảnh sát ngay lập tức nếu phát hiện khả nghi. Tổng thống Trump tuyên chiến với tệ nạn và kêu gọi hình phạt tử hình cho những kẻ buôn lậu ma túy. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một kế hoạch để đối phó với việc lạm dụng ma túy, kêu gọi các bản án nặng hơn, bao gồm tử hình đối với những kẻ buôn ma túy. Tổng thống Trump kêu gọi mở rộng các biện pháp điều trị cho những người nghiện ở Manchester, New Hampshire, và tại đây ông đã đưa ra những chỉ trích đối với những kẻ đã gây ra dịch bệnh opioid ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump muốn Quốc hội thông qua đạo luật cắt giảm sản lượng thuốc giảm đau và các loại thuốc theo toa để đối phó với những kẻ buôn lậu cố ý phân phối ma túy bất hợp pháp và hình phạt tử hình nếu được đưa ra, nếu thích hợp với luật pháp hiện hành. Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho biết trong luật liên bang hiện tại có hình phạt tử hình với một số vi phạm liên quan tới ma túy. Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng chính phủ liên bang đang xem xét để khởi kiện các công ty dược phẩm bị coi là đồng lõa gây nên cuộc khủng hoảng opioid ở Hoa Kỳ. Tổng thống đã chỉ đích danh Mexico và Trung Quốc là những nơi chính đã chuyên cung cấp ma túy bất hợp pháp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh tật cho biết, opioid bao gồm các loại thuốc theo toa, heroin và các loại thuốc tổng hợp như fentanyl. Những loại thuốc này đã giết chết hơn 42.000 người ở Hoa Kỳ trong năm 2016. Tổng trưởng lý Jeff Sessions nói rằng những kẻ buôn lậu ma túy sẽ tiếp tục bị truy tố và luật pháp liên bang sẽ được sử dụng để đưa ra bản án tử hình bất cứ khi nào. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bình xin chào quý vị của đài VNTV. Bước sang năm 2018, năm mới này Bình xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài, vạn sự như ý, công việc được suôn sẻ. Nếu như những gì mà 2017 quý vị không làm được thì hy vọng 2018 mọi chuyện sẽ được như ý. Nếu như quý vị nào có ý định mua nhà để ở hoặc là đầu tư thì Bình hy vọng năm 2018 có thể kiếm được cái căn nhà mà mình ưa thích để được một cái gọi là an cư lập nghiệp. Nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen, sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tủy bò và xương ống đậm đà thơm ngon không chất bảo quản. Thêm nước sôi cho một gói nước phở bò nguyên chất là có ngay 6 tô phở tuyệt hảo Marmala Kitchen nhiều dinh dưỡng. Tìm ngay nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen trong các chợ người Việt. Đây là sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường Hoa Kỳ và đã được USDA chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn phẩm chất cao. Marmala Kitchen còn có nhiều loại chả giò thơm ngon, tiện lợi, bánh tráng giòn lâu ai cũng thích. Marmala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã.